vườn cây thuốc của Quân đang trồng một số loại dược liệu các bác. Các bác muốn trồng cây thuốc thì không thể bỏ qua loại cây này. Loại cây này Quân đã có vài video nhưng hôm nay vẫn muốn chia sẻ cho các bác. Bác nào muốn trồng cây thuốc thì đừng bỏ qua loại cây này. Đây. Cây này là cây vông nem, nhưng mà đặc biệt hơn những loại vông nem khác, đó là đây là loại lá đỏ. Đấy, các bác nhìn này, lá đây, trên ngọn nó màu đỏ tím như này. Đặc biệt hơn các bạn, đây, khi bẻ cái cành này, đây, cành non các bác nhé. Đấy, các bác sẽ thấy nó khác so với cây vông nem trắng như thế nào. Đây, cái phần ngọn nó màu đỏ tím như này, và ra cái nhựa, khi bẻ cái nhựa nó cũng đỏ như này. Đấy, đây người ta gọi là cây vông nem đỏ, hay gọi tắt là cây vông đỏ. Quân khuyên các bác, các bác trồng vườn thuốc thì hãy trồng một vài cây vông đỏ như này. Cây này rất dễ trồng thôi, cắm cành là sống. Ngọn nó đỏ tím, và khi cái nhựa nó tiết ra thì nó cũng màu đỏ. Đấy, nên trồng cây này các bác nhé. Cây này dùng để làm gì? Các bác giống như là cây vông trắng, cây vông đỏ, nó có nhiều công dụng làm thuốc. Lá người ta gọi là hải đồng bì, còn vỏ thân người ta gọi là thích đồng bì. Lá cây này có vị đắng nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng vào đại tràng và vị. Còn vỏ thân cây này có vị đắng, tính bình, tác dụng vào can và thận. Tác dụng chung của cây vông đỏ này cũng giống như cây vông trắng, nhưng tác dụng tốt hơn, đó là làm ức chế thần kinh trung ương, làm thuốc an thần, gây ngủ, hạ nhiệt, hạ huyết áp. Dùng trong những bài thuốc khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đại tràng, rồi phụ nữ sau sinh, máu xấu đưa lên đầu, trĩ nội, trĩ ngoại, đại tiện ra máu, phụ nữ kinh nguyệt không đều, và đặc biệt là chứng khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hồi hộp. Đây, có cây mà, đây các bác, đấy, lá nó đỏ như này nhé các bác nhé. Trồng rất dễ thôi, cắm cành là sống, rất là dễ trồng. Không để bác chờ lâu nữa, Quân sẽ chia sẻ cho bác những cái bài thuốc liên quan đến cây vông đỏ này. Đấy, thân nó đây, có gai gai này. Đấy, dùng cái vỏ thân này rất là tốt. Lá dùng được, cành dùng được, vỏ thân dùng được, rễ dùng được. Đấy, thì những cái bài thuốc liên quan đến cây này, thứ nhất đó là chứng bệnh khó ngủ. Chứng bệnh khó ngủ thì người ta kết hợp lá hoặc là vỏ thân cây này với cây lạc tiên, rồi lá dâu non, tâm sen, muồng muồng, lá che gai, mỗi thứ một nắm ở dạng khô, có thể là sao vàng hạ thổ, hãm trà hoặc sắc nước uống trong ngày. Đấy là cái bài thuốc trị chứng khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Đấy là cái bài thuốc thứ nhất. Kinh nghiệm này thì rất nhiều người áp dụng, trị chứng bệnh khó ngủ, không sâu giấc. Thứ hai nữa, đó là cái bài thuốc trĩ rồi đại tiện ra máu. Một số vị lương y người ta dùng lá cây vông nem này khoảng 16 gram, lá sen cũng khoảng 16 gram, đem sắc uống trong trường hợp bị trĩ và đại tiện ra máu. Cũng liên quan đến cái bệnh
về đường tiêu hóa. Thì kinh nghiệm dùng cây vông đỏ này để trị chứng bệnh đại tràng cũng được nhiều người áp dụng. Cây này dùng để chữa bệnh đại tràng thì người ta kết hợp cây vông nem này 15g và cái thứ hai đó là lá nhót 25g. Tất cả đem sao vàng, hạ thổ và sắc uống. Đấy, nha các bác nhá. Những bác nào bị đại tràng lâu năm, chứng bệnh đại tràng mãn tính, chữa nhiều nơi không khỏi, các bác hãy quan tâm đến bài thuốc này. Dùng cây vông đỏ kết hợp với lá nhót. Tỷ lệ vông đỏ 15g, lá nhót 25g, sao vàng hạ thổ, sắc uống trong ngày. Đấy là kinh nghiệm dùng để chữa bệnh đại tràng. Cây này còn được dùng để trị những chứng bệnh của chị em phụ nữ. Phụ nữ bị máu xấu đưa lên đầu sau sinh, tức là khi sinh xong ấy là bị độc, thì người ta dùng vỏ cây này, vỏ cây vông đỏ. Đấy, cô sẽ quay vỏ cây này cho bác xem. Vỏ nó có gai này các bác này. Đấy, có gai này. Phụ nữ sau sinh máu xấu đưa lên đầu, người ta dùng vỏ cây này các bác nhé. Dùng vỏ cây này kết hợp với lá cây mần tưới và cỏ màn trầu, cỏ xước, mỗi vị 10 đến 15g, đem sao vàng sắc uống. Đấy là trong trường hợp phụ nữ sau sinh máu xấu đưa lên đầu. Rồi cái cây này còn có một cái bộ phận rất là công dụng tốt để làm thuốc, đó là cái hoa cây này. Hoa cây này nở nó có màu đỏ. Đấy, thì phụ nữ kinh nguyệt không đều thì người ta dùng hoa của cây vông đỏ này khoảng 40g, hãm trà hoặc sắc nước uống. Đấy, hoa nó màu đỏ giống như hoa gạo ấy ạ. Phơi khô đi, có thể là sao vàng hạ thổ. Phụ nữ kinh nguyệt không đều, đem hãm trà hoặc sắc nước uống mỗi ngày 30-40g, rất tốt, giúp điều kinh rất tốt các bác nhá. Đấy, chung quy lại thì cây vông đỏ có những công dụng làm thuốc, đó là trị bệnh khó ngủ, ngủ không sâu giấc, trị chứng bệnh đại tràng mãn tính, rồi trị chứng bệnh trĩ đại tiện ra máu, rồi trị chứng bệnh của chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều, rồi phụ nữ sau sinh máu xấu đưa lên đầu. Cây vông đỏ đã tốt rồi thì các bác nên tìm cái giống cây vông đỏ, chứ không dùng cái cây vông xanh, cái cây vông trắng làm thuốc, mà hãy chọn cây vông đỏ này để trồng vào vườn thuốc nhà mình các bác nhé. Đây, cây vông đỏ thì cái ngọn nó đỏ tím như này. Đây các bác nhìn này. Đấy. Đây, các bác nhìn rõ nhé. Đấy, đỏ tím như này. Lá, những cái lá non ấy nó màu đỏ tím như này. Đấy, đây nữa này. Đấy, các bác nhìn này, rất là rõ. Còn cái cây vông vẫn là vông nem, nhưng mà một loại màu xanh ấy, hoặc loại trắng ấy, thì lá non không bao giờ là đỏ như này. Đấy, các bác cần phải chọn cây vông đỏ như này để trồng nó nhé, để chúng ta nhân giống. Ở vườn Quân thì Quân đã nhân giống được những cây vông đỏ đây. Đấy, lá non đỏ đây. Bên này nữa. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, những cái ngọn non nó đỏ như này. Thì công dụng làm thuốc nó tốt hơn so với cây vông trắng rất là nhiều các bác nhé. Trước khi áp dụng cây này làm thuốc, các bác hãy tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Các bác xem video thì hữu ích thì hãy like, hãy chia sẻ, đăng ký kênh của Quân các bác nhé. Còn bây giờ, xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên thảo dược.net.